Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Thì chủ đề tuần này mình sẽ dẫn các bạn đi đến một tiệm cà phê rất là nhiều người biết đến ở trên Instagram. Tiệm cà phê đó tên là mình cũng đang rất là tò mò, không biết là ở trong nó sẽ như thế nào, đồ ăn, đồ uống có ngon không, thì tụi mình cùng xem sao nhé. Đây chính là menu của quán. Nhìn vào menu á, các bạn có thể là không biết gọi gì. Thì ở đây họ rất là tâm lý, họ để cái Insta ở đây á, thì các bạn có thể lên nhìn hình và đưa cho họ xem, gọi là mình muốn món này chẳng hạn. Là cappuccino các bạn. Rất là dễ thương. Chấm điểm cho đồ ăn mình vừa ăn, thì mình thấy lúc mà mới ăn á thì mình thấy là khá là ngon, nó cũng ngọt nhưng mà nó không quá là gắt. Là cái ấn tượng đầu tiên nó là tốt. Ừ, tại xung quanh nó có mấy cái trái cây như là dâu, bí xoài, blueberry á, thì nó cũng cân bằng ăn nó dịu lại. Xong nhưng mà ăn một hồi thì mình cũng thấy hơi ngọt nên là mình chỉ dừng lại đây thôi. Và cái này là Red Velvet Latte thì mình thấy ngon. Được, thì mình chấm cho món này là 7.5, còn đây á 8.5. Còn lên sao? Món em sẽ thấy sao? Nó có, chị thấy có ấn tượng ban đầu thì khá là tốt, màu sắc thì đều rất là đẹp. Và đầu tiên em có thử cái thì hơi nhạy, nhưng mà khi mà cái nói chung là mới đầu tiên ăn vào thì rất là ngon, mà sau đấy càng ăn thì càng ngán, càng lâu thì càng uống nước rồi ngán. Nhưng mà đây ai cũng nhờ nữa chỉ có mỗi tí là finish. Đấy, còn cái này thì em thấy tại vì cái này đã ngán rồi nên là em muốn chua 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 ch
sản phẩm này là 6 điểm không? Sản phẩm này cho 7 điểm. Ở trong cái description box. Ok, hẹn gặp các bạn vào những video tuần sau. Bye.